xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video hôm nay xin được giới thiệu với các bạn những cái mẫu móc khóa mới của shop nha. Rất là lung linh và xinh đẹp luôn như thế này. Đầu tiên sẽ là cái mẫu móc khóa hologram nha. Nó là một cái bóp luôn để đựng tiền hoặc đựng cái gì cũng được hết. Đó, ánh hologram và có hình của BT21 rất là dễ thương luôn. Là 55.000 đồng một cái nha các bạn. Đây, 55.000 đồng một cái. Cưng dễ sợ luôn á, cực kỳ sáng chói, nổi bật luôn ha. Không sợ để quên chìa khóa ở đâu hết, bởi vì nó rất là nổi bật và nó lại xinh nữa. Rồi, tiếp đến thì là cái móc khóa cũng là cái túi hologram, nhưng mà không phải hình BT21 mà nó là hình một cây nấm mà có hình bé gấu nè, có chữ hello và nó có kim sa nữa nè. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, không tả nổi luôn á. Cái này là ánh sáng rất là bình thường luôn nha, mình không có dùng đèn gì luôn á. Đây, không có dùng đèn gì hết luôn ha, các bạn xem nè. Đó, đang quay rất là bình thường luôn, không có đèn sáng gì hết mà nó tự sáng như vậy luôn á nha. Úi dạ 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 dạ, đó, quay bình thường thôi. 55.000 đồng một cái nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn á, không biết tả làm sao nữa. Đây, các bạn xem nè nha. Do là hai túi hologram thì các bạn nên nói là bộ túi hologram BT21 hoặc là túi hologram cây nấm nha. Cả hai đều là 55.000 đồng hết. Đó, rất là đẹp. Tiếp đến thì là những cái móc khóa nước. Đó, rất là hot hiện nay luôn. Đây, các bạn xem nè. Đó, thấy không? Trái bơ trôi trong căn nhà nè. Đó, nó rất là đẹp luôn, còn có kim tuyến nữa nha. Và nó cũng có hologram. Đây các bạn xem nè, cái tấm này là cái tấm hologram. Đó, thời bây giờ là xài mấy cái móc khóa này là nó cực ngầu, cực dễ thương luôn nha. Đó, 40.000 đồng thôi các bạn. Có hình bơ nè, rồi có trái chuối nè, thấy không? Này ha, có trái chuối nè. Ở đây thì sẽ có là trái bắp hả ta? Trái bắp hay là cái cây gì nè, cây xương rồng. Đó, bắp á, chắc bắp. Bắp mà bắp vuông. Rồi, dưa hấu. Quá cưng luôn ha. Đẹp lắm các bạn. Nè, thấy không? Cầm riêng, cầm chung gì thấy cũng đẹp hết trơn á. Rồi, thì những cái này á là trái cây ha. Những cái móc khóa nước mà trái cây. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có móc nước mà là có ngọc trai và thơm nữa nè. Đây ha, nước mà có ngọc trai và thỏ rất là đẹp luôn, cưng lắm luôn á. Cái nào cũng có ánh hologram ở cái dây này hết nha. Đây, và hồi nãy là trái cây, rồi ở đây thì là động vật ha. Động vật thì chúng ta sẽ có là, để mình sẽ đổ nó ra nha. Rất là tuyệt luôn. Đây là bé chim cánh cụt nha. Đây, chim cánh cụt dễ thương. Wow, có cá mập nữa nè. Cá mập gì mà cute dễ thương quá à. Rồi cá Nemo nữa. Cá Mino ý lộn mi. Nói tầm bậy rồi. Cá chú cá Nemo, cá cam á các bạn. Rồi, có bạn rùa luôn. Có rùa luôn. Rất là xinh luôn ha. Rồi ở đây coi còn cái gì ha. Khủng long. Đây ha, là khủng long nè. Ý, khủng long vàng. Rồi khủng long tím nè. Khủng long nước đỏ nè. Đó nha, tất cả đều rất là đẹp luôn như thế này nè. Đó, đẹp lắm luôn á. Nó chiếu quá dùm không có rõ đúng không. Đây, như thế này. Nhưng mà nói chung là đẹp lắm mấy bạn ơi. 40.000 là quá xứng đáng luôn á. Vừa đẹp vừa ấn tượng. Mình có thể đi đâu mà nó không có sợ bị thất lạc, bởi vì nó chiếu sáng lấp lánh á. Rồi ha, lại còn đẹp và cá tính ngầu nữa. Chất, rất là chất luôn. Rồi, ở bên trong đây nữa nha. Bên trong đây, để mình sẽ lấy ra. Nhiều lắm luôn á, như thế này. Rồi, ở đây ha. Bây giờ mình coi bịch nào trước đây. Những cái móc khóa này thì chỉ có 10.000, 15.000 một cái thôi nha. Ở trong cái rổ này thì chỉ có 10.000, 15.000 một cái thôi. Hay có hoa cúc nè, để mình sẽ mở ra. Wow, trời ơi, đẹp lắm luôn á các bạn nè. Trà sữa nha. Trà sữa mà hoa cúc như thế này mà có 10.000 đồng một cái thôi. Mình không mua là mình phí cuộc đời luôn. Quá đẹp luôn. 10.000 đồng hoa cúc nha. Hoa cúc và trà sữa. Đây. Dạ ơi, tím nữa nè.
quá xinh luôn nha. Hoa cúc và nước ép trái cây hoặc là trà sữa nha, đều là 10.000 hết đó các bạn, rất là đẹp. Rồi chúng ta còn sẽ có là kem gấu nè, đó kem gấu rồi cũng là 10.000. Rồi đến là trà, ui rồi hai cái lận các bạn ơi, rồi tưởng một cái thì ra đó là cái hũ trái cây và ly kem gấu, hai cái luôn mà chỉ có 10.000 nha. Đó, hũ trái cây và kem gấu, có tiền chắc mua hết mỗi loại một cái đó, mỗi loại một cái luôn cho nó đẹp nha. Trời ơi xinh không, xinh ha. Đó là 10.000 đồng một cái. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có là cái mẫu đây, mẫu trà sữa 2 ly này bây giờ chỉ còn có 10.000 nha. Hồi xưa nó là 15.000 nhưng mà bây giờ nó là 10.000 thôi các bạn. Đó, đợt này về nhiều lắm và người ta giảm giá cho nên là shop cũng giảm giá luôn, 10.000. Rồi đến là ớt. Dễ thương không nè, nguyên chùm ớt luôn nha. Đó, 10.000 luôn. Đây nha, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Đó, nguyên chùm ớt luôn, cay ơi là cay luôn nha, 10.000 đồng. Tiếp theo là cái bịch này, trời ơi cái gì đây mà thấy có kẹo và có mấy cái hũ nữa, đẹp quá à. Để móc ra coi một cái dây của nó là như thế nào. Wow, tức là một cái chum kẹo nha, và một cái hũ đựng cốm neo. Đây các bạn, chỉ có 10.000 đồng nha. Mình vừa làm móc khóa mà lại vừa có thể trang trí slime được luôn á, trời ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn, 10.000 đồng nha các bạn. Đó, quá xinh luôn á. Đây ha, và nó hoặc là nó có xốp. Đây nè, hoặc là có xốp nha. Này là fan của slam, bạn nào mà fan chơi slam là mua cái móc khóa này là đúng chất luôn á, đúng kiểu luôn á. 10.000 một cái thôi nha các bạn, rất là đẹp. Rồi bên đây nữa, cái bịch này hoa cúc, nhưng mà hoa cúc to nha, hoa cúc này hoa cúc to 10.000. đó, dễ thương không, trời ơi 10.000 luôn. Ui, ai là fan hoa cúc nè, quá dễ thương luôn, 10.000 một cái nha. Trời ơi, hoa cúc là cái chuông. Đó, cũng là 10.000. Quá tuyệt vời luôn nha. Đây, 10.000 cái thôi à, quá rẻ luôn. Như thế này. Rồi, tiếp theo thì dép đồ này cũng là 10.000 ha, panda 10.000, cà rốt, xương rồng, vịt. Rồi đến là cái gì nè, cái coca, bắp rang bơ, tất cả đều 10.000 nha. Đôi dép này thì là 25.000 các bạn. Đó, đôi dép nai là 25.000. Rồi, rồi đôi giày này cũng 10.000 luôn nè. Chiếc giày nha, nó chỉ có một chiếc thôi, chiếc giày hoa cúc. Đó, 10.000 đồng luôn nha các bạn, xinh lung linh luôn á. Wow, và chúng ta vẫn có những cái ly trà sữa nè, là 44.000 nha. Ly trà sữa nước này trân châu luôn. Đó, rất là đẹp. Cái này là shop treo mẫu ở bên ngoài nè. Đó, còn hồi nãy kho là quay cho các bạn hết luôn rồi đó. Rồi ở đây thì sẽ còn có là cái búp bê, giống như là thủy thủ mặt trăng vậy nè, thấy không? Đó, thủy thủ mặt trăng này thì là 15.000 nha các bạn. Móc khóa mà cô gái á, thủy thủ mặt trăng á là 15.000 nha. Đây, thủy thủ mặt trăng dễ thương không? Đó, fan của Miku phải không ta? Trời ơi, rất là nhiều nhân vật đẹp luôn á. Để lấy cái này nè. Đây nè nha. Đây là thủy thủ mặt trăng đúng không các bạn? Rồi, đây là Miku nè. Đó, 15.000. Còn cái này thì là trà sữa thì là 44.000, trà sữa có nước đó nha. Rồi, cái ly trà sữa này chỉ có trân châu với thạch thôi, mà không có nước thì là 44.000 luôn, 40.000 đồng. Đây, đây ha, cái ly của nó là như thế này, nó giống như là thập với lại chân châu ở bên trong thôi, 40.000 đồng. Kem ha, 40.000 đồng. Cái này là thạch, thạch cherry, 40.000 đồng luôn, rất là xinh luôn. Trời ơi, còn có boni nữa nè, còn có kem boni nữa. Đây ha, Bonnie và Hello Kitty nữa các bạn, cũng là 10.000 luôn nha. Wow,
rất là đẹp luôn á. Còn đây, trời ơi dễ thương quá, móc khóa BT21 luôn, ý là BTS luôn. Và như vậy là giới thiệu tạ sơ lược hết những cái sản phẩm mới của shop. Bạn nào muốn đặt hàng thì xin ba mẹ và gọi 0937899707, có thể nhắn tin Zalo, Facebook bé Úc GB 0937899707 nha. Wow, cái gì mà đẹp quá trời quá đất, đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn á.